ngày 11 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ban Nội chính tỉnh ủy do đồng chí Phạm Minh Long, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính tỉnh ủy, trường đoàn kiểm tra đã làm việc với huyện ủy Tân Lạc về việc thực hiện kết luận số 24 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 02 ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện tiếp và làm việc với đoàn. Thực hiện quyết định số 95 ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban Đội chính tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện kết luận số 24 đối với Ban Tường vụ huyện ủy Tân Lạc. Theo các bước trong chương trình kiểm tra giám sát, sau khi đoàn kiểm tra Ban Đội chính tỉnh ủy đã làm việc khảo sát thực tế tại một số đảng ủy, trị bộ liên quan cho thấy Ban Tường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 24 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 02 ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án một cách kịp thời, hiệu quả. Huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, chỉ đạo áp dụng có hiệu quả hệ thống camera an ninh giám sát, lắp đặt tổng số 132 điểm với 201 camera an ninh phục vụ việc đảm bảo an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Một 100% bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành theo đúng quy định. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện kết luận số 24 như sự phối hợp giữa một số cơ quan, đoàn thể của huyện có lúc chưa đồng bộ, tình hình tội phạm về trật tự xã hội và tiền nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, phổ biến là các loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Long, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao kết quả nội dung kiểm tra, đồng chí đề nghị huyện ủy Tân Lạc cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 24 và chỉ thị số 02. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và nhất là các bộ luật, nghị định và văn bản hướng dẫn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và thi hành án.